thủ thuật trên Affinity Photo trên Mac OS. Tiếp theo đây là chúng ta sẽ ghép gương mặt lên một vách đá. Chúng ta có cái vách đá như thế này. Với những cái chất liệu đá rất là đặc trưng, chúng ta sẽ ghép cái gương mặt này. Một gương mặt nó biểu lộ được cái cá tính hung dữ và cái vách đá, và chúng ta đã có vách đá như thế này. Thành phẩm cuối cùng là như thế này. Rồi, việc đầu tiên tôi sẽ kéo vách đá vào Affinity Photo trên Mac OS. Chúng ta sẽ kéo cái gương mặt vào. Tôi sẽ định vị cái gương mặt. Chúng ta cho nó trong trong. Và tôi muốn gương mặt nó nhìn qua phía bên này. Như vậy tôi sẽ vào cái Arrange và tôi chọn nó Clip Horizontal. Gương mặt sẽ làm như vậy trên cái vách đá. Chúng ta sẽ trả về cho nó cái độ opacity nó là 100%. Như vậy tôi muốn định vị cái gương mặt trên cái vách đá, chúng ta giới hạn nó lại bằng cái mặt nạ. Chúng ta chọn mặt nạ. Mặt nạ hiện tại nó là mặt nạ trắng. Mặt nạ trắng là cho hiển thị hết. Chúng ta sẽ sử dụng màu đen để chúng ta giấu đi những cái phần nào chúng ta không muốn hiển thị. Nhưng mà tôi sẽ sử dụng màu đen để tôi giấu đi cái tôi tô lên cái phần mà tôi muốn hiển thị, để chút xíu tôi lật ngược lại. Ở đây tôi muốn hiển thị cái đôi mắt và cái miệng, những cái chỗ này là thể hiện được cái cá tính của gương mặt. Rồi, như vậy chúng ta đã có được cái mặt, cái layer mask trắng mà đã có tô bên trong cái mảng đen. Cái phần đen này là cái phần gương mặt. Bây giờ tôi lật ngược, tôi đảo ngược cái màu lại. Chúng ta chọn cái layer mask này, chúng ta vào cái channel, chúng ta chọn, chúng ta tìm cái mask alpha, chúng ta lướt phải, chúng ta chọn cái invert. Và như vậy là nó đã đảo ngược rồi, nó trở thành một cái layer mask màu đen, còn cái phần màu trắng đó là cái phần mà chúng ta muốn hiển thị. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy được rằng là cái vách, cái mặt này nó có cái màu của cái gương mặt và cái chất liệu của cái gương mặt, nó là những cái đường nhăn của cái, nó là cái đường nhăn của da. Chúng ta muốn cái gương mặt này nó áp lên cái vách đá thì cái gương mặt này nó phải có màu của vách đá và có chất liệu của vách đá. Như vậy thì tôi sẽ áp cái màu của vách đá lên trước. Muốn vậy thì chúng ta phải khử cái màu của cái gương mặt này. Tôi khử màu bằng cách là tôi sử dụng cái layer adjustment. Chúng ta chọn cái black and white. Chúng ta sẽ khử màu. Tạm thời chúng ta chấp nhận như vậy. Thì đến đây chúng ta có một cái layer adjustment nằm trên đây. Để cái layer adjustment này nó tác động riêng cái mặt thôi. Chúng ta kéo vào đây, nó tác động riêng mặt thôi. Rồi cái chúng ta có thể tăng cái độ tương phản lên. Chúng ta double click vào đây. Vì cái gương mặt này nó là màu nóng, thành ra khi mà chúng ta muốn tăng tương phản thì chúng ta chỉnh các slide màu nóng, đó là màu đỏ hoặc là màu vàng hoặc là màu magenta. Đây, chúng ta sẽ bấm F lên và chúng ta sẽ thấy. Rồi bây giờ tôi sẽ áp cái màu của vách đá lên trên gương mặt. Chúng ta chọn cái layer vách đá, chúng ta nhấn Ctrl Z hoặc là chúng ta nhấn phím phải, chúng ta chọn duplicate, hoặc là các bạn có thể vào cái layer và chọn cái duplicate. Tôi nhấn Ctrl Z, chúng ta kéo lên trên, nó nằm phía trên này, nó sẽ tác động cái layer nằm phía dưới nó. Chúng ta chọn nó là cái blending mode, đó là color. Như vậy nó đã có màu của vách đá. Nó có màu vách đá. Tất nhiên là tôi lại muốn nó có chất liệu của vách đá. Như vậy chúng ta sẽ Ctrl Z của cái layer mà bên mod color, để tôi đặt tên để cho dễ nhớ. BM color.
BM là Blend Mode. Còn cái này chúng ta sẽ đổi nó thành là Overlay. Và chúng ta đặt nó là BM Overlay. Với cái overlay này bạn thấy cái chất liệu của vách đá nó đi vào cái khuôn mặt luôn. Tuy nhiên chúng ta nhận thấy rằng là overlay này nó làm thay đổi cả màu. Overlay này nó làm biến màu, làm đổi màu của cả hình luôn. Như vậy tôi sẽ giới hạn lại để cho nó chỉ làm, nó chỉ tác động lên khuôn mặt mà thôi. Chúng ta chọn cái BM Overlay, BM Color và khuôn mặt chúng ta group nó lại. Như vậy chúng ta sẽ cho cái layer mask của khuôn mặt này, nó sẽ là layer mask của cả group, để nó không tác động lên trên cái nền. Đó, như vậy thì nó không tác động lên nền, nó sẽ tác động lên trên cái gương mặt thôi. Thì gương mặt này hiện tại bây giờ nó đang bị tươi màu quá. Các bạn thấy cái màu nó tươi quá, cái màu cam nó cam quá. Trong khi cái nền đá, nền đất này nó trung tính bớt đi. Thành ra chúng ta sẽ khử cái màu này. Tôi chọn cái phía trên này, tôi vào Adjustment HSL để ta khử màu. Đây, muốn khử màu thì chúng ta giảm cái thanh Saturation. Khử màu. Đó là nó đã khử màu rồi. Rồi bây giờ chúng ta thấy được rằng là cái chất liệu của cái nền đá nó quá đậm, nó lấn át luôn cái chất liệu của cái gương mặt. Bây giờ tôi sẽ tăng cái chất liệu của gương mặt lên. Đó là chúng ta chọn cái gương mặt và chúng ta sẽ chọn cái level. Trong cái level này chúng ta sẽ tăng cái tương phản lên cho cái gương mặt. Rồi tôi áp riêng cho gương mặt, kéo xuống đây. Như vậy là cái level đó chỉ tác động lên riêng cho gương mặt. Và nó before, after, before, after. Chúng ta có thể giảm bớt cái level này cho cái ngay chỗ con mắt. Chúng ta có thể là chọn cái level này, chúng ta chọn cái tăng. Chúng ta đọc bớt đi. Đây là chúng ta sẽ có cái màu đen. Gương mặt nó nằm trên vách đá. Ở đây chúng ta sẽ có một cái bờ đá nằm phía này. Chúng ta muốn cái gương mặt này nó nằm sau cái bờ đá này thì chúng ta chỉnh trong cái layer mask này. Chỉnh bằng màu đen cho nó giấu đi cái gương mặt này. Ở đây chúng ta có. Như vậy thì bờ đá nó nhô hẳn ra trên khỏi khuôn mặt. Gương mặt nằm sau bờ đá. Tới đây nếu bạn muốn chỉnh cái gương mặt lại, định vị lại cái gương mặt thì chúng ta chọn cái layer mask, nhấn cái control hay là command, chọn thêm cái layer của gương mặt. Chúng ta chọn cái move tool và chúng ta sẽ di chuyển. Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ giảm bớt đi. Sử dụng màu đen, chúng ta giảm đi cái chỗ này. Đó là gương mặt trên bờ đá.